nay là ngày 12 tháng 12 2022. Diễm Nguyên và Thảo Ngô có mở một cái cửa tiệm hai, đó là ở đường Hùng Dương số 436 Hùng Dương, phường 3, thành phố Tân An, Long An. Ở đây cái tiệm này là để cái này là chuyên để giải phẫu thẩm mỹ cho mọi người. Đó là 26/2A, quận Nhật Thanh, phường 2, thành phố Tân An, Long An. Hôm nay là ngày tri ân tổ nghiệp. Cũng mong tổ nghiệp và tổ thăm âm phù hộ độ cho hai chị em con trên bước đường làm nghề được may mắn, được nhiều người biết đến và nhiều người tin cậy đến với thẩm mỹ Diễm Hương. Thì hàng năm chúng con có một ngày giỗ thật là hoành tráng cho tổ thăm âm phù hộ, mong âm phù hộ độ cho chúng con có một tay nghề thật là vững chắc trên thương trường. Cảm ơn tổ một năm qua đã phù hộ rồi chúng tôi con bệnh Diễm Hương. Hôm nay là ngày 12 tháng 12, con dâng lên tổ quả trái cây và cúng gà, con thành tâm hướng giá tổ phù hộ đồ cho hai chị em của chúng con làm đâu đẹp đó, làm đâu đặng đó, kẻ mến người thương, nó luôn luôn đông khách hàng yêu quý và tin tưởng và ủng hộ. Cảm ơn năm vị tổ phù hộ. Nhìn cái bọn này vô sao rồi nó đi chào cho cái tiệm mình, cái tiệm mình là cái tiệm Diễm Hương cái Thảo Ngô thì mình phải dán vậy. Còn cô có thắc mắc gì tên trong tên ngoài? Không có cái gì cũng trình lại lên nha, làm như mình bắt cái gì chè sâu vậy đó, gì đầy đủ hết trơn. Tổ này tổ nghiệp nè, cái này cái tổ này tổ nghiệp, tổ âm tổ nào nó cũng giống 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 nhau vậy thôi. Như là thường lệ là hàng năm là ngày 12 tháng 12
Rồi nói chung là năm nào Diễm Hương cũng dỗ tổ, hồi xưa thì làm nhỏ, hồi xưa thì cũng như kiểu mình cũng túc tắc thôi, cũng như là một tháng cũng thu nhập được bao nhiêu, nhưng mà thì cái tổ này là cái tổ nghề, cái tổ nghề, cái tổ nghiệp, ai mà làm nghề gì cũng phải có tổ đó hết. Thì hàng năm của Diễm Hương á, cũng nếu mà có làm tại nhà thì cũng tại nhà, còn nếu mà mở tiệm ở chỗ khác thuê nhà, ví dụ thì hồi xưa là thuê nhà cũng cúng dầu chè xôi nho nhỏ đơn sơ, Diễm Hương cũng luôn luôn nhớ về tổ, từ vì mình có chén cơm ăn ngày hôm nay là cũng nhờ tổ nghiệp. Nói chung là gì, ca sĩ cũng vậy, nó cũng phải là ai cũng có tổ nghiệp hết. Như có một năm đó là Diễm Hương không có về dỗ tổ, thì đêm nó nằm mơ, không có nằm mơ, cái này là thật sự luôn, nói là có ông tổ làm chứng luôn, cũng như không có nằm mơ. Nhưng mà điều á, đêm đó đấy là sao mà tới ngày dỗ tổ ta mà không về. Ủa, Diễm Hương đó còn dở ngốc nè, sao mà không về, mày không cúng tổ, mày bụi mày hầm mày quên tổ rồi hả? Thì mới bật dậy, mới hậu điện đi thôi. Xưa là điện thoại bàn, điện thoại bàn mới điện từ đó là chị biết cúng tổ luôn. Cái không phải cúng, mà đêm đó là chuyện có cúng, có sao vậy, là bắt đầu quá là mới điện về nhà. Điện về nhà nói má ơi, giờ má cơm nấu chè nấu sôi cho cúng giùm con đi, con bị một năm nay là cũng như con không có về nhà, thì thôi năm nay con lỡ cái hứa với là ông tổ đi, thì giờ má nhà má cúng giùm con mới thấy vậy đó đó, nhà mới lập bà hương án ra cúng đó. Có sao như vậy, là năm nào cũng phải cúng hết trơn, giờ làm nhỏ làm lớn thì cũng phải cúng vậy, tại vì mình làm nghề thì mình ông tổ thương tổ mình tổ do mình có đồng nhân đúng rồi, thì mình tri ân tổ nghề á. Đúng rồi nè, đó có em. Vàng có vàng đeo bao nhiêu trên người này, thảo ngô cũng vậy nè, đó thật sự nha, có thảo ngô có đeo vàng gì bao nhiêu cũng là có tổ cũng nghiệp tổ cho hết. Mà cũng không, cái đó cũng phải nhờ tới chị Hương, cũng Hương cũng nhiều dắt rồi chỉ bảo rồi em biết tri ân tổ nghề. Và mỗi năm thì cũng vậy á, mỗi năm mà thắp cho tổ một cái nén nhang, mình thấy mình nhẹ lòng, mình cũng cảm ơn một năm qua tổ cho mình làm được suôn sẻ, làm cái gì cũng được hết trơn á. Đúng rồi, như tâm sự tin gì đâu chứ không biết, nó cúng tổ rồi em, cái chị qua đây là cúng tổ này nè, nói cậu dì Hương ơi con phải cúng như vậy đó. Bây giờ bữa nay đó là bữa nay cũng là ngày này là tâm sự tin đó nha mọi người, là nói con cúng hàng năm vậy con làm được lắm dì Hương ơi, thật sự luôn, mình phải tin tưởng. Như cũng vậy đó, mình có cha có mẹ là mình phải tin tưởng, mình phải nghe lời cha lời mẹ mình chỉ dạy là mới đúng là một người con. Như Diễm Hương là cũng như là bây giờ nè, là mình cúng tổ thì mình nhớ tổ là như là người cho mình chén cơm đó, mình có ngày hôm nay là cũng cho mình chén cơm, thành thử ra mình mới được ngày hôm nay nha mọi người đó. Cũng như là tri ân tổ nghiệp, là ngày hôm nay là chúng em sẽ làm vài mâm để tri ân tổ nghiệp nha mọi người. Mọi người nhớ theo dõi bấm theo cái kênh của chúng em nha, hai chị em bông sắc nha mọi người. Ngày này là cũng tổ này là tổ mày hả chị? Đúng rồi. Còn mỗi người kia là mấy tổ kia là cũng ngày nào, hay là ngày nào mình cũng ngày nay tất cả các tổ là mình có bữa nay cũng tổ nè, hình như là tổ mộc là hình như 19-20 gì đó, còn tổ mai là chung tổ này nè, tổ mai mấy chị cơ tổ mai cũng đang cũng tổ nhiều lắm, cũng tổ nhiều lắm. Mọi người thăm mỹ là Diễm Hương chọn ngày này. Đó, cho ngày này là ngày cúng tổ, là Diễm Hương có năm Diễm Hương làm lớn lắm. Đáng lẽ năm nay là cũng làm lớn rồi, mọi người cũng mời nữa, tại vì 3 năm làm lớn một lần. Mà có bà già sát bên nhà, bệnh nặng lắm, thành nữ đó không dám chơi. Không chơi nhiều quá thì sợ người ta có bị gì. Có gì nữa mất công mình hối hận biết không? Thôi kệ đi. Cũng mà dời qua năm sau, tại vì mỗi năm mỗi đám mà. Thì mời mọi người sao nha, đừng có buồn Diễm Hương nha. Năm nay cũng dự định mời khoảng 20 mâm, nhưng mà năm nay bị có bà già sát bên đó mọi người, vậy đó cho nên thành tử ra nó sự cố như vậy là không có mời được. Thôi bây giờ hẹn năm sau ông tổ cho con làm thật là nhiều tiền, con với Thảo Ngô cứ gặt hái thành công đi, con sẽ làm thật là lớn, 20 mâm chúng con sẽ đứng ra làm để tri ân khách hàng như mọi người. Chị Thảo có lời nói cũng mong mọi người cảm ơn mọi người luôn tin tưởng và thẩm mỹ Diễm Hương và Thổng Ngô, thì mong mọi người biết đến thẩm mỹ Diễm Hương và Thổng Ngô thì mọi người cứ yên tâm đến làm đẹp bên hai chị em của chúng em luôn cập nhật những cái gì mới nhất để mới dụ cho tất cả mọi người trong năm 2023 này nha. Hey.
ăn là bốn rồi đó con già hay gì á ờ quá ăn đi chị em không ai hết trơn á rồi mời mấy cô dùng rồi cầm đũa đi rồi rồi được rồi rồi đấy có ai ngồi thì ngồi không ngồi thì mấy cô cái gì á cho đầu đi chị ăn đi đi để đấy hình như là ấy là đợi nghĩa hay gì á mà có món khác nhưng mà làm gì làm ngay kì vậy đi tới món thứ hai này hả? Món thứ hai. Từ từ thôi, để còn con cái hát bò này nhỏ này. Đây là món hát không? Đầu là món hát gỏi gà, bé món hát. Để vậy. Đây qua đây ngồi đi. Dạ. Rồi qua bên đây ngồi. Hôm nay mình nấu bực mé, cái là tôm hấp chanh dây, cái nữa là ri vịt xiên với cốc dừa, ổi riêu cua đồng, nho mỹ, còn ở nhà thì có một món gỏi gà đó. Thành là 5 món với nho đó là 6 món cho mọi người. Để ai muốn nấu ăn ngon thì cần gặp số điện thoại của anh này. Để không biết là giờ gặp chủ môn giới thiệu qua cho anh này cũng được. Nha mọi người. Đó, anh này nấu ăn rất là ngon. Anh tên gì? Anh Tân. Anh Tân ha. Dịch vụ muốn ăn Thành Tấn số điện thoại 0983 991 8486. Rồi ok anh. Alo 12, alo thượng máy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, bồi đầm già mắt. Vâng, lần đầu tiên và Diễm Hương xin kính chào các anh các chị, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhé. Dễ thương à. Vâng, cũng như thường lệ thì bên trên của chúng em thẩm mỹ Diễm Hương thì hàng năm cũng tới ngày 12 tháng 12 là chúng em tổ chức một buổi tiệc thật là vui vẻ và hoành tráng để mừng giỗ tổ cho anh khách hàng và tri ân tổ nghiệp, là hàng năm vào ngày 12 tháng 12 năm nào cũng như năm nấy quý vị ơi. Thì bên trên chúng em thì cũng có cung 1 2 5
để mời tất cả các anh chị mình ở sớm để chung vui với Diễm Hương, thì Diễm Hương cũng không có biết nói gì hơn, thì cảm ơn tất cả các anh chị mình rất là nhiều, và cũng không quên chúc cho các anh chị mình năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, làm ăn phát tài. Và bây giờ chương trình ca nhạc xin được phép bắt đầu với tiếng hát của người đẹp Khánh Du, xin mời em. Cô chú chị cùng lắng nghe một từng khúc được mang tên Nắng Không Còn Sương thì cùng thưởng thức. Cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn cô rất là nhiều và cảm ơn các chị mình rất là nhiều trong buổi tiệc ngày hôm nay. Đó, cũng như là Diễm Hương mà làm được đó thì mỗi năm Diễm Hương sẽ tổ chức sẽ lộc trọng nhiều hơn. Tại vì năm nay là có cái bà cụ sát bên đó, bà cũng như là đơn sơ, mình đơn sơ này không dám hát, phải đằng đẵng kéo lại đây cho vừa lòng bà Phượng, hiểu không? Ở đây có gì hết chí đủ thừa tôi, cũng như là các bà có gì đưa dâu đó, bà đưa dâu, bà đưa thừa tôi à. Diễm Hương đưa dâu sớm quá vậy. Có quyền khám phá nha, cô ta vừa tròn 24 tuổi, chiều cao 1m60, dòng 1.99, dòng 2.60, dòng 3.108, và cô ta đừng đại diện cho cô ta đại diện cho cô thu, ok đó, chị tính cho cái khác và những cân chịu của đó phải không, rồi ok đó, rồi lắc lên em ơi, cái chừng rớt có trơn đó nha, không đó cái chừng rớt đó đẹp xuất sắc của mọi người đó, phụ nữ có gì thì cũng ra ta có đấy luôn, đổ có chồng đi theo làm quá gì cái căn đó, nó về đây đánh em đó nha, không rồi người đẹp thứ hai, người đẹp Khánh Du. Khánh Du đến từ Long An, phường 2. Cô ta chuyên môn để cắp chó ban đêm đó. Đó, dễ thương phải không? Đẹp dịp để cắp chó đó, chỉnh chó tươi xanh luôn. Ai mắc chó ở đây nhận lại nha. Đó, cái đẹp Khánh Du, chiều cao 1m60, nặng 58kg, dòng eo 62, dòng mông 97, còn dòng ngực hết số đo rồi, cô ta chuyển giới 100% đúng vị ơi. Đó, chụp hình đi vị, cái khỏi đi Thái Lan, nhưng trên đứng tại chỗ này cũng có người đẹp Thái Lan nữa đó, dễ thương nè. Từ từ em đi, từ từ thôi, đừng có đâu phải đi chợ, hiểu không? Rồi đi từ từ thôi, đi quá nó đến hết rồi, đồ đầu phụ tùng hết trơn á. Rồi đi ba vòng luôn. Rồi người đẹp kế tiếp là người đẹp Lan Vi, xin mời em. Người đẹp Lan Vi đến từ Thủ Thừa, cô cao 1m70, chiếc số đo 3 vòng 90, 60 và 90 đó, dễ thương không, siêu mỏng đó. Siêu mỏng luôn quý vị. Đi một vòng đi em, cái cổ mà bự quá, cắt cái cổ đi. Lấy tiền này tài trợ cho cái cổ bị bự đó, tu, tu nha em. Cái dáng này đẹp quá, cái cổ hơi bị hớ bóng rồi nha. Rồi. Khám phá đi anh chị, khám phá đi đó, lên từ bàn các bạn. Rồi, đi một vòng đi, người đẹp tiếng Anh, ở sâu. Tu bà rồi ơi, giải phẫu chưa, giải phẫu chưa bằng tuột ra, đưa nguyên cái hạt nó lại luôn á nha, cậu lắc coi. Nếu mà giải phẫu thì cởi ra thì đơn sơ, còn cái là nguyên cái lạc sữa ta tự dặn đây liền đó, đúng không? Thường thôi không ai, thường ở ký ông thì rồi đi một vòng đi, tiếng Anh nó kêu rồi, quá trời bài dẹo luôn á, thiệt á.
mẫu như bà, tiếng Anh như mẫu cho em. Đi nè mấy anh, có ai mua bộ đồ em bán cho. Mình biết đó là giải mẫu hay không liền. Có ai bán cho bộ đồ liền 500 ngàn, ai mua bán đồ liền tại chỗ 500k vui vẻ. Có anh nào à, mua 500 ôm cho tay lên em. Vô ra liền, ở đây mà có cái lạp xưởng thì trả lại 1 triệu. Đó, vui vẻ luôn. Lan Vi này cũng vậy nè. Bây giờ muốn biết giải mẫu hay không thì cứ thử mua bộ đồ đi. Lồng tại bàn luôn. Hả, có cái lạc sữa trả là 1 triệu nha. Đứng đó đi bà. Đứng đây đèn cày gì. Từ từ để tao mua bộ đồ má ơi. Rồi ba ông nội này ai giải mẫu ai chưa nè. Bây giờ ba ông nội này coi ai giải mẫu ai chưa. Đó. Rồi bây giờ khám phá, ai khám phá đi mua bộ đồ 500k. Bây giờ không ai bộ đồ 500k chỉ mua sụp xuống còn 300. Bây giờ ai mua được bộ đồ 300k, ai muốn mua bộ nào bộ mua 300k, ai muốn mua bộ nào mua. Đó, ai chốt đi. Chốt qua con bé chính giữa ha, con bé hai bên 300k vui vẻ. Rồi, có tiền thì có quyền khám phá luôn. Có câu tai chuyện giới hay không thì hãy bộ đồ 300k bán lấy luôn ấy, về nhà cho vợ bận. Rồi có mua, có người mua rồi kìa, mua ai? Rồi này hả? Chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Ê nó nghe nè, tụi nó ép ở dưới này chết luôn nha. Nó bật lên cái kim đồng hồ 12 giờ là tự giận đó nha. Tôi giận lại 3 triệu, ok. Trời em ơi, chắc không em? Chắc không? Trời em cung quá chị ạ. Trời ơi trời, đừng có đưa nguyên cái hàng ra, tao tự giận luôn đó nha các anh. Đừng là bắt mặt chị nha em. Trời đất ơi, nó nghe nè, bây giờ đứng ở đây đi. Anh mua anh phải lên cởi đồ ra nè, nhét vô đi bà nội. Anh lên phải cởi, tự nó cởi ra. Anh nó có cái hàng là trả lại 3 triệu vui vẻ. Trời đất ơi, không có mất có 300 thôi. Rồi đứng lên cái ghế nè má ơi. Tự cỡ luôn à, tự cỡ luôn đi. Có không? Trời ơi, dây quan đi bà nội. À, lấy bộ đồ đó. Trời ơi, có không vậy? Đứng dậy cho ta xếp đàng hoàng má ơi. Cho ta xếp đàng hoàng. Chết rồi. Trời ơi, giải mẫu rồi bà nội ơi, chết rồi. Trời ơi, nguyên bé luôn, nguyên con phò ma, ốc ma luôn, chết rồi. Rồi, có ai mua đó không? Hai má này. Có ai mua đó không? Trời ơi. Nghe nè anh, đem về ngâm rượu uống anh ờ. Đó, đi nghe đem về ngâm rượu uống, dễ thương lắm ờ. Rồi còn hai má này ai mua nó không nè. Nói nghe nè, đi đi giải phẫu thơm vậy lắm. Chứ có giống như ốc ma đâu mà sợ. Ờ, chắc không yêu chết thôi chứ có giống ốc ma. Rồi bây giờ đến đây đi, có ai mua nó không. Nè tiếng anh ơi, bận vô đi bà. Thành công rồi bà. Ờ, tôi tưởng nó lường gạt, tao đánh chết à. Ờ, có chim rõ. Đây nè, bây giờ đây nè, hai ông nội này còn bận kinh kích gì là nghi lắm đó. Em thì anh em nghi lắm đó nè. Số 3 duyên giá thì coi có không? Em chưa biết. Tiền cái xô ở đây thì biết rồi thôi, chứ biết chạy mẫu hay chưa. Nếu mà 300 không em đền 3 triệu thì tại chỗ. Đền 3 triệu nó nghe nè cưng. Cưng đừng làm gì thì mất 3 triệu thì đánh cưng cái nghe không? Ai mua hết? Đó bây giờ hạ giá 300 đó là vui vẻ. Rồi bây giờ hai con này ế quá, không ai mua hết trơn má ơi. Rồi, hay là có nghi ngờ gì không? Có nghi em bé này chưa giải phẫu không? 300k đi anh. Trời đất ơi, 300k đi. Mình phải coi mới được, coi một trận mới được. Như thế nào? Tôi có con ốc không? Hay là con cua? Nghe coi. Rồi hế rồi, họ ế thôi đi vô đi hai bà nội. Chắc ta cũng nghi rồi hay gì đó. Chào những người đang chạy ra trống chạy như thế này đang được điều khán vui cầm trên tay mình quý vị.
Cho bây giờ Khánh Dô sẽ làm gì để những cây ngàn chày đóng chạy cây. Xin mời quý vị ta thu hướng mắt về sân khấu cùng đến với chương trình Siết của người đẹp Khánh Dô. Trời ơi, làm từ từ nha nha em nha không? Bởi vì trái nó cũng lông ngỗng, không có tiền mua lợi nha không? Rồi nha chị ba nào, ủng hộ cho người đẹp Khánh Dô một cành hoa đầu tiên đi ạ. Ủng hộ lên quý vị ơi, người ta thì nói chim sống thì nhờ rừng cây, cá sống thì nhờ nước, mà bên trên chúng em sống nhờ những cành hoa của chị Dương hết mình. Thương tình ủng hộ cho những cái đẹp bên trên. Rồi anh chuẩn bị tặng nguyên cái bình bông luôn. Đó, nhớ cắm nhị vô cho anh nha. Hey. Ngày đầu tiên người đẹp Khánh Dô đang nhiều kinh nhọc chạy chạy nóng chạy như thế này trên hai chân cái đùi thì thoáng thả lỏng lẻo của mình không quý vị. Rồi cảm ơn anh trai ủng hộ cành hoa đầu tiên. Rồi cảm ơn anh đó tặng cho một bó hoa luôn dễ thương xinh đẹp nè. Nhà thì đẹp Khánh Dô đang nhiều những trọng sát để cây nóng chạy lên hai cánh tay của mình luôn. Ôi tự nhiều có cái gì ơi, coi gì cứ nóng lắm rồi mấy anh nha. Nóng gì lắm đó. Bị phỏng hoài luôn. Chào mọi người, cảm ơn những cành hoa của anh trai chị gái đã cành cành cho Khánh Dô. Giờ bây giờ Khánh Dô đang ngồi xuống đó tiến những dòng sát nóng chạy gần hơn trên đường với đồng tiền. Rồi, giờ xem chị ơi, đó, tắt xe lại xem luôn, không đâu chưa một chỗ này luôn. Lập ra đăng ký. Và Khánh Dô đang đưa những dòng sắt nóng chảy vào trong khoang miệng của mình quý vị. Đập từ từ cho em thôi. Nóng như lắm nha không? Giờ bây giờ Khánh Dô sẽ đứng lên ghế thôi chị ơi, cho mấy chị mặc xem rõ hơn không ạ? Hey! Hey! Rồi, đưa cho hai trái bưởi nó coi luôn. Ôi, từ từ cho con trái cho bụi em nha, nắm cái bụi thôi không? Rồi các anh hai chị ba nào tiếp tục ủng hộ cho Khánh Dô nha quý vị ơi. Quá trời dễ thương, nhà quá trời xuất sắc rồi quý vị. Dạ, luân phiên cánh tay tay bên trái sang qua cánh tay phải luôn quý vị. Dô đang xoay chuyển, xoay tròn những dòng sáp tuôn chảy đó gì ngày càng gần hơn luôn. Đó là cái đường trái nè em, đường trái mấy cặp lông ngỏng nha không. Trời, cuối cùng đưa vô miệng luôn nè. Vỗ tay lên quý vị ơi, một chàng có tay cho Khánh Dô đi hả. Hey, quá xuất sắc cơ mà. Rồi đó, Khánh Dô đang đưa những dòng sáp tuôn chảy lên hai cái bụi trong roi của mình luôn nha. Thời tiết nóng này. Rồi quý vị ơi, một màn thay đổi của không khí ta tiếp lại quý vị ao nhẹ với anh.